Nếu bạn muốn mua robot giá rẻ, uy tín và nhanh chóng có thể đến với robot Việt. Ngoài ra khi mà bạn nạp tiền bằng ngân hàng hoặc bằng quý Momo thì sẽ được cộng tới 22% lận. chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Quý Tần Gamer, YouTuber mượn ạc số 1 Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ mượn ạc của Tí Dũng VN nha. Ông này cũng YouTuber luôn. Thì ông Tí Dũng VN thì ông xài ạc tôi, à, tôi thì xài ạc ổng các bạn. Dạ tôi phát hiện tên top Infinity hôm nay nó có hai người đi tới quay 63 nè. Khả năng là xài em Nokia nha. Nokia sẽ đi tới 63. Nhưng mà tôi không có Nokia, nhưng mà cũng cố gắng nè. Hôm nay tôi sẽ làm video review em Bu à, Super Bo nha. Đó, tên trên Facebook ở đây là Superboy. Majibu thì um, tôi ta đang dùng ạc trí dũng sẽ đánh cùng với bạn Tí dũng đang dùng ạc của tôi à, hai người sẽ đi infinity và sẽ cố gắng đi nha nhưng mà video này là chỉ review em bư thôi để coi em ấy mạnh tới cỡ nào nha rồi thì bây giờ tại thì mà. tôi đang ở quay 15 và đã full hết bún mắm rồi tới quay 14 15 mới full lần kể từ khi chơi cái auto này nó hơi bị căng ấy auto skip này rồi bây giờ tôi sẽ review em bu bu nha bu <laughs> bu bé bu ha mình gọi là bé bu đi nghe cho nó dễ thương <laughs> Tôi sẽ review em bé bu của level 80 nha Để coi cái em ấy mạnh mẽ như mới đẻ hay không Em bé thì mới đẻ rồi Mới đồ vô đặt vô là giá thành là 400 tiền nha Em ấy là thuộc cái dạng rẻ tiền Lúc đầu là không có tốn nhiều tiền Nhưng mà lúc sau thì không biết có rẻ hay không Mấy con mới này lúc đầu thì nó rẻ Lúc sau nó đắt, lúc đầu nó đắt thì Lúc sau nó lại rẻ, giá thành của nó lên xuống thất thường lắm các bạn à, Đây nãy giờ có một mình tôi đặt thôi Tôi đang sử dụng thuật tráo hồn nha Tao đổi thân xác với ông Tí Dũng à, Tôi là Tí Dũng nè Hùng Hồn Tấn Quy, Hùng Quy Trần Gia Tý Dũng Hồn Tý Dũng thì Gia Quy Trần rồi coi okay. bây giờ chúng ta sẽ coi cái level 80 à, chưa đây gì hết là 170 đam nha ngắm ngắm coi quái e nó có vô không vô thua hay bị nhục nha không vô nổi đâu level 80 nha mới vô là 170 thì số tiền khá rẻ nhưng mà thời gian đánh là 6 giây nếu mà đi những cái map mà đam của quái đầu vô đó, nó thua 170 thì các bạn có thể đặt để gánh tem được. Bởi vì cái phạm vi nó 20 thì nó đánh một mục tiêu nhưng mà nếu các bạn đặt ở góc cuối á, quái nó chạy chậm thì có thể đánh được. Tất nhiên là những map nó không quá khó thôi, những map mà mới thì con ma bư này không gánh tem được đâu. Nó không phải là hệ gánh tem mà. Không phải là hệ gánh tem thủ đầu nha. Rồi chúng ta sẽ up lên. Up lên một phát nữa. Ê, chưa có gì hết, cũng chỉ là đam bình thường thôi. Up phát nữa coi có biến biến chuyển gì khác hay không. Không luôn, up đây hai vẫn chưa có gì luôn. 1000 năm là vẫn đến một mục tiêu nha. Up một phát nữa nè lên upgrade 3 thì bắt đầu nó có đánh chữ V rồi các bạn. À, cái map này là map tuyết nữa, nó trắng nên khó thấy nha, nhưng mà tới tới upgrade 3 đó tức là chúng ta tốn khoảng 2000 2002 đó thì chúng ta đã có con chữ V rồi nha. Bây giờ em mới đánh được chữ V và dam là 800. 800 dam. 800 dam là cũng khá ổn đó. Thời gian đánh thì hơi chậm nha, đánh tới 6 giây là Rồi thôi, mình lên luôn nha. Rồi tiếp theo là destruction board e. Yeah tức là upgrade đây 4 lên up 5 á, chúng ta sẽ có e tức là chúng ta sẽ đánh được con e nha vô à nó lên AOE luôn nha các bạn không phải là chỉ đánh e không lên upgrade đây 5 mới bắt đầu đánh e được và ở level 80 thì nó đã là 1.300 đam rồi thời gian đánh thì giảm xuống còn 5.7 ôi 5.7 với 6 giây cũng có khác nha bao nhiêu đâu ông Amin bà dễ quá rồi mình lên phát cuối là nó cộng 300 mấy đam nữa nè 1628.9 đam phạm vi là 35 đánh là 5.7 giây trên một lần đánh thì nói về cái cái sức tấn công thì nó cũng không có không có quá mạnh lắm nó cũng xét cái kiểu giống như Nagato vậy bạn Nagato đam nó còn to hơn một xíu nữa <laughs> đúng không ta 4 8 ngang ngang vậy đó Nagato gần 6.000 đúng không Rồi, tốc độ đánh thì là 5.7 thôi được cái đánh e thì cũng giống Nagato thôi tính ra thì em này cũng là một phiên bản Nagato thôi cũng không có khác nhau là mấy lắm đó mà để em ấy vô cái sạch sẽ ngay ha dọn rác hay bị ghê thì theo tôi đoán là một em bu này mà đặt mà đánh nhánh tem thì tôi nghĩ chắc cũng đi được tới quay ba mươi mấy đó nha về nhảy gì hả quy tầm gamer quy tầm gamer giờ làm gì đây kiếm chuyện hà bà lóc ông nha <laughs> về <Vậy> chưa <laughs> tôi bà lóc quy gamer bây giờ ông ờ, bắt đầu ông nhảy nữa rồi nè rồi rồi bây giờ thì tôi hôm nay tôi sẽ cố gắng đi lấy top chung với ông tí dũng vn nha không biết lấy nổi hay không Tôi không có em Nokia các bạn Nếu mà có Nokia thì chúng ta lấy top dễ dàng nha Không có Nokia thì cũng hơi khó Hãng Nokia dạo này khó kiếm quá ạt tôi thì không có Giờ không để mượn ạt đi đi nữa chứ Chỉ có thể mượn ạt mà đi thôi Nokia thì em mới đóng băng được Em bu này chỉ đánh được E thôi Tốc độ đánh thì cũng không quá nhanh Theo tôi đoán thì em bu này cũng không có ngon lắm đâu uh, Đam thì nó cũng không có gì gọi là nổi bật lắm Nó chỉ có là đánh E dưới mặt đất thôi Thêm các AOE toàn phần thôi chỉ là được cái AOE toàn phần thôi nếu mà chúng ta không tận dụng được cái AOE toàn phần thì em bu này nó vẫn vô dụng nó vẫn giống như những con khác thôi những con khác thì đánh một góc tức là các bạn đánh một đây nếu mà đánh một một cái đường thẳng á đây AOE một đường thẳng này á là AOE bình thường AOE toàn phần thì bạn đặt ở những cái góc như thế này á, thì nó đánh được hai góc nè như vậy thôi đánh được hai góc cùng một lúc đó quá nó qua là nó sẽ bị ăn hai góc thôi tức là Thường những con AOE toàn phần á thì cái thời gian đánh của nó sẽ không có dài nha, không có nhanh. Lúc nào cũng vậy bạn. AOE toàn phần nó đánh sẽ chậm để cho quái nó vào. Quái nó vào trong đây nè bởi vì nó lợi được hai ba đường lận cho nên không không có bao giờ mà nhanh đâu. Những con đánh chậm á thì một là AOE toàn phần, hai là cái góc bẹt của nó nó bẹt rộng thì nó đánh theo cái kiểu như vậy. Còn những cái con mà đánh nhanh thường là những con AOE góc cái nhỏ nhỏ hình tam giác á thì nó mới đánh nhanh thôi. Cho nên nếu mà bạn nào thắc mắc tại sao công bu nó đánh AOE toàn phần mà nó đánh chậm như vậy thì cái đó là chuyện đương nhiên các bạn. Tôi chưa thấy con AOE toàn phần nào mà nó đánh nhanh như chớp với từ đó là chuyện đương nhiên nha. Ồ, hầu như nó là quy luật rồi. Phải như vậy á. Tại vì nó lợi hơn rất là nhiều rồi cho nên không không thế nào mà cho theo cái kiểu là đánh nhanh được. Do đó nếu mà muốn con bu này mà nó mạnh hơn người ta chỉ có một cách thôi là bạn phải tận dụng cái AOE toàn phần của nó. Đó là điểm khác biệt của nó với những con khác thôi. Nếu bạn không tận dụng được cái góc toàn phần này á, thì con này vô dụng cũng như những con khác thôi. Như thua, thua Nagato này. nếu không tận dụng được thì em ấy còn thua Nagato nữa. Cái lợi của nó nó như là như vậy. Do đó thì cái lợi của em Mabu không phải là ở đam hay là tốc độ đánh mà là ở cái cách đặt. Bạn đặt làm sao mà cho nó lợi nhất á. Thí dụ như bạn đặt ở ngay góc vuông như vậy thì cũng lợi nè, ăn được hai đường, đó hai đường. Thí dụ em này không phải là AOE toàn phần mà nó góc nhọn thì như thế nào? Thì quá nó đi tới đây ha mới đi qua đây đúng không thì nó đánh đang tôi đang đứng này nó đánh ngay vị trí của tôi thôi ở sau lưng hoặc trước mặt nó sẽ không đánh nó chỉ đánh được một vài điểm thôi nhưng mà toàn phần nó đánh được tất cả <laughs> bạn phải tận dụng được cái góc toàn phần của nó nếu bạn không tận dụng được thì nó cũng chỉ là một con bình thường thôi không có gì nổi bật hết điểm nổi bật duy nhất của nó chỉ là toàn phần mà thôi <laughs> rồi thì um, hôm nay cũng không phải là dùng một em để solo cho nên là tôi sẽ bắt đầu đặt quái nha và coi cái em bu này á, tôi sẽ đặt ở chỗ nào nha chỗ nào mà ngon ăn Ngon ăn thì khả năng chắc bút đam như cũ đặt ở đây à, Bạn ấy, bạn Weewee kia, số 064 là ai? Tôi cũng không biết, không biết có quen ông đó không <laughs> Thì ông ấy sẽ đặt mì hào hảo ở đây và risa ở tên đây Tôi cũng đặt risa ở tên đây thì em Bu đưa đặt ở dưới góc này vậy Ăn à, cái góc vuông này cũng được Khả năng cao là chỉ ăn được những góc vuông thôi các bạn Một ăn góc vuông, hai là chúng ta sẽ ăn được cái góc của cái nhà này nha Cái nhà này thì uh, chúng ta sẽ đặt thử coi là ăn được tới hay không Đó rồi chủ, chủ yếu là ăn được cái AOE toàn phần thôi các bạn đó <laughs> như vậy nè thì nó kiểu như là <laughs> nó ăn được uh, một cạnh uh, hai cạnh ba cạnh đó nếu như vậy thì nó có lợi nha chứ còn mà các bạn đặt mà làm sao mà nó như một cái con ao <laughs> e bình thường kia thì nó không có ý nghĩa đâu mình phải tận dụng tối đa <laughs> mình phải tìm được cái vị trí nào đó mà đặt làm sao nó ăn được nhiều nhất có thể nếu mà ăn được cái góc ngay đây thì ngon nè các bạn nhưng mà không ăn được hết cái vòng bên, bên đây và đó là cái nguyên nhân tại sao các em uh, Nezuko, Nezuko 4 sao thôi nhưng mà AOE à, toàn phần. Cái đam nó cũng không có hợp lý. Động, đọc thấy trong đó ông chắc chữ hợp lý. Đam của em ấy cũng không to nhưng mà tại sao người ta lại dùng? Bởi vì cái góc toàn phần của nó đó các bạn. Cái góc toàn phần nó có ý nghĩa. Ý nghĩa quan trọng nhất của toàn phần là đánh được nhiều, đánh được bất kể con nào trong vòng toàn. Do đó nếu kết hợp với những con quái khác, thí dụ <laughs> thí dụ như là con rô đen thì nó cực kỳ lợi bởi vì con quái nó đi chậm chỉ cần nó chậm một xíu thôi và những con dựng thời gian á, thì là nó cực kỳ lợi nha cái sự kết hợp của nó là với những con có hiệu ứng làm chậm do đó thì tôi sẽ đặt em râu đen mà khả năng với cái công lực quá như thế này đặt râu đen thì nó cũng không sống được đâu em râu đen thì phạm vi cũng ngon nè nhưng mà đánh được có một hướng vậy thôi thì nó bao nhiêu đây thôi một đường đó cho em nếu mà bạn đặt con bu ngay chỗ này nha thì tôi nói thiệt là nó không khác gì con râu đen hết <laughs> đam nó không khác gì hết bởi vì có thi còn thua nữa chứ không phải khác đâu bởi vì em ấy không tận dụng được cái lợi thế cái góc của em ấy Do đó chúng ta cần phải đặt cái vị trí nó hợp lý nha Nếu bạn không có vị trí hợp lý thì những cái góc toàn phần đó nó là vô dụng Thật sự là vô dụng không ý nghĩa gì cả Nhưng mà đối với những cái con mà đánh như thế này đó Góc toàn phần như thế này mà các bạn đặt những vị trí hợp lý như thế này đó, theo tôi là như thế này thôi Bạn có thể tìm trong cái map này hoặc map khác những cái vị trí hợp lý Làm sao mà để tận dụng được cái góc này cái này là tôi đặt nếu chốt phá đập cái nhà này đi đặt xuống xíu nữa thì nó hợp lý hơn nha bởi vì cái góc trên đây nó còn rộng quá nè vẫn vẫn chưa ngon lắm góc như vậy vẫn chưa ngon chưa ngon lắm đâu nhưng mà đặt đỡ tạm tạm thì được 2000 years later rồi tôi đã tạo lại rồi các bạn ơi ta tới quay năm mươi rồi là trời ơi cái ông trí dũng này ông không có biết quýt <laughs> trời ơi thiệt là bức xúc luôn anh em ơi tôi đã chỉ cần tới quay 50 luôn và anh ấy không biết vút đam nha trời <laughs> ơi nó nhục chứ con cá nục luôn đặt vút dây điện làm sao mà lấy tớp được ông vút gì gì đâu mà ông đặt tám con trời <laughs> ơi nãy giờ tôi bức xúc dữ lắm luôn rồi tôi kìm nén dữ lắm hết anh em ơi đặt con quái xa 16 sáu năm mươi như này hai con này nó không đụng nhau nha không vút đam được ông vút theo cái kiểu nói dây điện cái này mà lấy tớp chắc tôi xóa kênh luôn quá <laughs> người ta vút hai hai thôi cho nó khéo nó vừa tới ông này ông đặt từ luôn học dưa hết trơn luôn ổng chơi nói dây điện nha thời nay mà nói dây điện thì chỉ có đội quần tới đội quần thôi ngoài việc đội quần ra thì chúng ta chỉ có thể đội quần nữa thôi trời ơi bức xúc ông này quá chừng luôn anh em ơi chịu hết nổi rồi mặc dù mình đang bận ạt người ta <laughs> nhưng mà trời ơi ổng làm tôi bức xúc cực kỳ bức xúc luôn nha là ông này không biết bút ra không biết bút ra mà nói ông nói sớm đi trời ơi bút như cái máy gì đó nói dây điện không à đó đi ra tôi nó đánh như thế này thì hỏi đấy tớp bằng cái cách nào <laughs> ai ơi, khổ ghê luôn vậy đó like đi <laughs> thôi đặt ra zacami đi anh em tôi nản đồng đội này quá rồi tôi nói thiệt là không thể nào lấy được cái gì hết á anh này làm tôi mất niềm tin vào sức sống quá nhưng mà tôi quay nãy giờ hai ba lần rồi hồi nãy uh, quay đó, nhưng mà bị uh, bị lắc anh em nó rất mạng hoài à cho nên là thôi tôi không quay nữa nha <laughs> tới cái này thôi khả năng phải kiếm đồng đội khác thôi ông này ổng làm tôi rầu quá tưởng biết bút đam tại vì cái ạt này không có bút đam được nữa bây giờ ạt của ông Tý dũng nè ạt tôi đang sử dụng nè các bạn thì um, nó hết lót rồi bây giờ đặt không nếu mà bút đam nữa thì nó không có còn con quái nào để đánh đam hết á cho nên là không có đánh được phải cái ạt quy huy không sáu bút đam thôi mọi người hai con quái là hợp lý rồi nhưng mà trời ơi ông này ông làm tôi nạn quá <laughs> ông không biết bút đam anh em ơi nó trắng xó như thế này đi nè trời ơi giờ này còn nói chi điện nữa tôi lại ông luôn <laughs> Vô, đó, mấy con phút, sau này chắc nó sẽ chết hết tên thôi Chỉ có những con khúc đầu nó không chết thôi. Ai ai muốn đào nó mất tiêu rồi Ai ai <laughs> Cái bút 22 là bút là lúc nào cũng muốn được nha các bạn Lúc nào cũng uh cũng có bút hết á rồi bút cái kiểu này thì nó ba chập ba vợt lên. <laughs> hên xui quá tôi xài hết like luôn mà không cần nhìn luôn chứ bây giờ biết đâu <laughs> biết con nào với con nào để rồi xong rồi đó hết like rồi à, hết rồi tất cả đã hết rồi mọi thứ đã chấm hết rồi nè <laughs> chẳng còn gì để hối tiếc hết rồi. nó còn tệ hơn nữa. tệ hơn cái lúc mà đi bình thường nữa nha tại vì cái này nó tục trặc với lại tôi quá xuống tinh thần luôn nha Tôi không còn tinh thần gì đó Mình đi chỉ cái 59 thôi Câu cầu thì lên tới 60 thôi chứ không lên nổi Like nó qua nè Nếu mà dừng được con like này thì mới được năm được 60 nha chứ không thì không được 60 nữa <laughs> Dừng lại đi Đó Hay Hỡi thế gian bút là gì Mà tại sao anh em cứ bị dính cái bút qua vậy rồi <laughs> được 60 là cùng thôi chứ không lên nổi đâu ai à, thất bại, thất bại toàn tập, thất bại thảm hại nha. Tại à, vì cái này phải duy trì trạng thái bút liên tục quá thì nó mới giữ được phong độ thôi. Đó, tôi chỉ dừng được tới đây thôi, giờ tới 60 thôi nè. Rồi, à, thì dù sao cũng cảm ơn bạn trí vũ đã cho tôi mượn ạc review Mabu nha. Rồi, video hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.